Nói chung là em thích con trai thơm. Em thích con trai thơm. Thích con trai thơm. Bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Ủa vậy hẹn hò thì tối, hẹn hò thì sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Mời bạn nam. Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào em gái. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Em chào anh Cát Tường. Chào. Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha? Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện đang làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À, có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp nên nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật còn nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi. Chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thì coi. Ủa là sao? Đâu. À nắm tay bạn gái luôn. Là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2. Rồi mối tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đại gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó... Trời đất. Nó giống như không kéo dài được cơ chị. Sắp tới nó nhưng vui. Mà em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng... Nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè. Rồi cũng thân thiện. Nấu ăn thì... Nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì... có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết. Chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi, mời bạn trai tình trường em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình thời học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước. Lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay em đi làm cũng 3 năm mấy rồi. Làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về. Bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi. Bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được. Tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao bao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ, được. 82. Wow. Quá rồi. Dữ. Vậy còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Nhưng em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi, nói chung là chút rồi biết á, dạ. Thơm, không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đài có ích kỷ không? Cái đài không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh đến hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, vậy đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em?
Dạ làm dâu, làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. À, dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi chào em trai. Cao hả? Mét 82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá, như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì em cũng mập lắm, mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá, bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nữa. À, hồi giờ... xưa là tới 70+ ký nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn có 68 ký à. Rồi cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau? Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố đúng dạ. không? Rồi vậy được rồi đó, ổn định ha. Vậy là ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với rồi đó. Cậu với mẹ. À dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường dạ. và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền, với là nó có biết chăm lo cho gia đình, thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Mà hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy cầu sao cũng được hết. Dạ dạ con cảm ơn. Rồi à, em đi với ai? Dạ em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi cho chị dạ. gặp cô em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi à, chào bạn Hiếu và chào gia đình bên đàn trai. Chào chào các bạn khán giả tại trường quay. Cô thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát vui vẻ thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ bạn đồng nghiệp. Rồi mời em gái. Rồi ai cũng xinh dạ, hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Chào em, chào anh. Chào em. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Dạ cảm ơn anh. Còn hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cây tre vậy. Chào khủng khiếp. Trời ơi. Rồi bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hồi được thì em rảnh bao thời gian nào trong tuần? Dạ em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À anh cũng vậy, 6 dạ. giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi, chứ cũng có thời gian đi chứ. Nếu mà quen thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố rồi anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Bây giờ là thử coi dạ. thứ hai có điện giật không. Chị cho cơ hội em điện bị điện giật nha. Dạ. Rồi nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha, nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện có giật không. Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. À, hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi tìm hiểu thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. À làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi làm lại nè, làm sao, lại. Em cũng vậy, được em nè. Cũng vậy. Bắt đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên. Là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi. Em ơi.
quên rồi chị. Rung quá. Dạ không, vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em mỏi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu sao anh không đến. Rồi à, thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm á nha. Dạ. Không có dễ gặp câu đó đâu nha. Dạ. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình, bây giờ suy nghĩ gì, mong muốn đi gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ của anh ngồi bên đây. Dạ, thì anh mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi, quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy, không biết nữa. Hôn đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hùng em nhé. Xin phép, xin phép. Vừa tập dễ sợ. Rồi, đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Em biết nấu ăn, biết làm tóc. Khá khó tính, không giữ với em cũng nhăn nhó khó chịu. Mối tình thì cũng khá nhiều, cũng chơi anh chục. Cũng chơi anh chục. Tức là em không thích các thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Em xin chào quý vị khán giả, chào tất cả các anh chị quay phim này. Mời đi em. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi, chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Ngọc Toàn, năm nay em 35 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại em đang làm trợ lý điều hành xe đầu kéo ở quận 2. Em ở quận mấy Toàn? Dạ, em ở quận Bình Tân. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, bây giờ mình để đàn gái giới thiệu. Mời em. Xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Và xin chào anh trai kế bên ạ. Dạ, em tên là Đoàn Nguyên Bảo Anh, năm nay 33 tuổi ạ. Hiện giờ em đang làm thư ký dự án trong một công ty tư vấn về xây dựng ạ. Hiện em ở quận Tân Phú ạ. Hợp lý nha. Ở gần nhau. Cũng gần nhau luôn. Bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hay cười, nói chung luôn luôn thân thiện với mọi người. Rồi em cũng rất là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Em cũng có biết nấu ăn chút đỉnh, tuy là không có biết cầu kỳ nhưng mà em có thể nấu ăn bình thường đó anh. Dạ, khuyết điểm của em hơi bị nhiều ạ. Thì chắc cũng vì em cẩn thận quá nên đôi lúc em làm mọi việc cũng hơi chậm chạp. Ăn chậm rồi rửa chén cũng chậm, tắm cũng chậm nữa. Khá khó tính. Không giữ với em cũng nhăn nhó khó chịu. Tối thức khuya sáng ngủ nướng khác giường rồi thôi. Bữa nào đi làm thì em cố gắng hết sức mới dậy sớm được. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Anh. Vậy còn bên anh đàn trai thì sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết làm tóc, uống dũi. Cắt thì em bỏ lâu quá. Em cắt làm đó. Tức là đó đi học á hả? Hồi đó đi học em cũng mới làm ở trong công ty tóc. Là biết cắt nhuộm rồi là trong tầm tay rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình đầu tư mình học thêm make up rồi đi về mình trang điểm make up cho vợ mình luôn. Tiện, đi đâu đám cưới là có ông xã làm. Còn về khuyết điểm của em thì em thẳng thắn, dứt khoát, không biết thuốc, không biết uống cà phê. Hai cái đó đâu phải là khuyết điểm, là ưu điểm đó. Xưa em cũng có quen bạn gái mà trai em không biết hút thuốc. À vậy trời đất ơi, bạn gái nào kỳ vậy? Trời ơi. Rồi sau đó về có tập hút thuốc không? Dạ không. Em có mấy mối tình Toàn? Dạ nếu mà mối tình thì cũng khá nhiều nhưng mà không có được lâu với anh. Khá nhiều là mấy mối? Cũng trên chục. Cũng trên chục. Hả? Trời ơi. Mối cái tình gì? Trên chục. Dạ anh. Hả? Sao tới chục người mà vẫn chưa tìm được cái mối tình cho mình nha? Em nhanh phát hiện được cái bí mật của anh tao quá. Ban đầu yêu thì vô tình trong những dịp đi đám cưới, sinh nhật hoặc là đi lang thang trên mạng á, vô tình người ta nhảy vô người ta kết bạn với em. Trời ơi, con yêu đám giỗ, đám cưới.
tôi nôi sinh nhật, yêu trên mạng. Em nghĩ là người đó là còn độc thân, nhưng mà sau tìm hiểu trong tầng thì phát hiện ra đó có người thì đang có người yêu, cũng có người cũng có gia đình rồi đó, mà chưa dứt khoát cho nên thôi em không có tiến. Bây giờ mình yêu 10 mối tình rồi đúng không? Dạ. Vậy mình nhớ tên hết không? Cũng nhớ được những người gần gần, nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những người em đọc sơ sơ coi mấy sơ sơ, nhớ Lan mấy Huệ Hồng rồi Tiên, Tiên Thi, Thi rồi tên Luna. Bé có bé nào tên Trang có không? Cũng có không? Ngọc có không? Ngọc có. Thư có. Thư có chưa? Thư cũng có rồi. Trời ơi. Ây cha. Rồi nhớ tên bạn gái bên này không? Bảo Anh. Hay quá. Nhưng mà tức là mối tình á mà anh lâu nhất á đối với anh là bao nhiêu lâu? Một tháng. Lâu ghê. Còn mấy mối tình kia không tới 1 tháng không hả? Chừng 1-2 tuần anh, tại vì bạn của em rồi người nhà rồi em cũng phát hiện những cái mà bí mật của họ đó. Mà em cũng không hiểu thì nếu như mà người ta chưa có người yêu thì người ta nói là chưa có người yêu đi. Mà người ta vẫn nói là chưa có người yêu, mà trong khi đó người ta đang có người yêu rồi, cũng hẹn hò cũng ra bình thường. Thôi được rồi, coi như là 10 mối tình đã qua, nó mọc như nấm và nó cũng chết như rạ luôn. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất thì thời điểm năm cuối sinh viên đại học. Dạ mối tình thứ hai của em là em cũng quen bạn học. Thì người này em quen được khoảng hơn 2 năm. Thời gian đầu thì cũng tốt, nhưng mà sau đó anh ấy thất nghiệp, cũng cố gắng cũng giúp đỡ tìm việc làm cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy là anh không cố gắng á, là cứ để trôi vậy hoài. Em nói hoài mà cũng không được. Rồi cái cuối cùng anh nói là anh không xứng đáng với em, rồi cũng chia tay em. Em có một nguyên tắc là sau khi chia tay cũng phải 1 năm sau em mới quen người mới. Người thứ ba thì quen trong vòng 1 năm thôi ạ. Anh này thì cũng tốt, điều kiện đều tốt, nhưng mà sao ảnh lại chê em là khó hay so đo ganh tị. Nhưng mà em thấy ảnh cứ giấu giếm, cái gì cũng giấu em. Lén đi du lịch, đi Vũng Tàu về cũng giấu, không nói em biết. Nhưng mà ví dụ ảnh lén là anh đi Vũng Tàu hay anh đi chơi đó, là anh em có biết là anh đi với ai không? Em cũng không biết luôn, hình như là cũng có khi đồng nghiệp hay là bạn bè gì em không biết. Nhưng mà lại thấy là rất nhiều chuyện giấu giếm, không có muốn nói cho em biết gì hết á. Kiểu không chịu chia sẻ. 3 mối tình hết 6 năm rồi, trong đây 1 chục mối. Hai người này trải nghiệm tình yêu hơi nhiều đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì về mặt ngoại hình á, tại em chân ngắn mà, nên em muốn tìm người cao cao một chút để cải thiện đời con cháu. Ít nhất cũng phải cao 1m68 trở lên anh. Đạt rồi đó em. Chính xác. Với lại em thích người có sống mũi cao, biết quan tâm tới cảm xúc của bạn nữ đó anh. Hiền lành chút xíu, giúp đỡ được việc nhà nữa càng tốt ạ. Rồi, bây giờ nói như thế thì em có được bao nhiêu phần trăm đáp ứng nhu cầu bên kia? Tầm khoảng 6-70% thôi. 60-70% hả? Sống mũi cao là chắc em không có đi phẫu thuật được rồi. Không, mũi em cũng hơi cao cao. Hơi cao đúng không? Ừ, cao hơn cái miệng chút xíu. Dạ. Cái mũi nào mà không cao hơn cái miệng? Ông Mai này thiệt. Đó, chào giờ gặp gái. Nhà gái. Dạ, cỡ anh Huyền Linh là được rồi ạ. Mũi cao không? Dạ, có sống mũi cao. Mới sửa. Em có hay ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Tức là em không thích các thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Có em gái vậy không? Dạ không anh ơi, giờ em đi ra đường em sợ gái lắm. Em đâu dám tới hỏi đâu. Ví dụ nhìn thấy người ta cũng có tia mình rồi đó, nhưng mà cũng không dám tới nói chuyện. Trời vì... ơi. Rồi bây giờ em ghét nhất gì ở người đàn ông? Dạ em ghét nhất là tính lăng nhăng đó anh. Lăng nhăng. Thời buổi này đâu có bắt cá hai tay được. Nó hốt nguyên rọ. Đục có chơi một đục luôn chứ đâu có cần bắt hai tay. Dạ. Nói vậy thôi chứ em nhìn là em thấy thể hiểu anh bên đây. Thật sự anh cũng hiền lắm. Em thấy anh toàn là bị người ta bội bạc không à. Công nhận đàn gái xinh. Đó, cảm ơn anh. Xinh đàn gái xinh. Bảo anh có ghét đàn ông nhậu nhẹt rồi vậy không? Nhậu chút chút vì công việc thì được chị. Rồi. Em có nhậu không? Dạ, nhậu thì thỉnh thoảng khi mà đi với sếp thì em có nhậu thôi. Cũng không có thường xuyên. Dạ. Mình nhậu mình uống được nhiêu chai? Dạ, nhậu thì khi nào sếp về thì em về. Chắc cái xa. Gì? Vậy sếp anh uống được nhiêu chai? Dạ thì lúc vui thì sếp uống được 2 thùng, lúc buồn lúc buồn thì sếp uống từng thùng mà về thôi. Bây giờ tính luôn tới thùng chứ không có tính chai nữa. Dạ. Nhậu nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đi, bữa giờ không kiểm tra sức khỏe gì hết.
Thì em có thể là em nhất anh Linh bỏ anh dài dễ dàng. Wow, vỗ tay cho anh làm nè mọi người. Được không em? Được. Anh mà rớt xuống là anh mệt lắm. Em bảo đảm không nha? Hồi xưa giờ chưa bao giờ có vụ này nha. Đừng có vụ. ngồi đây nha Bảo. Được không? Được, em bảo đảm được. Anh nè, à, vì tương lai của Bảo Anh và anh phải cố gắng rồi. Vì hạnh phúc của Bảo Anh. Anh đành chấp nhận. Anh nhấc lên thiệt luôn á hả? Dạ được. Nhấc anh Linh lên phải không? Dạ. Rồi. Từ từ đi, từ từ. Một anh làm gì anh xá ai vậy? Trời ơi. Cầu bình an. Chắc là nâng tạ cho dễ hả anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi sợ. Thôi nhấc anh Linh đi. Nào. Nâng tạ giờ xưa rồi. Phải thế chứ. Sao thế thôi. Trời trời. Anh có võ, mình có võ không? Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh. Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh ơi. Anh có sao không anh Linh? Không rồi luôn. Anh có sao không anh Linh? Bảo Anh ơi. Thôi em xin lỗi anh. Anh phải thả lỏng ra chứ tự nhiên anh tập trung anh run quá lâu em đứng được. Tôi nói rồi mà. Rồi có sao không? Đừng lấy tôi ra làm đạo cụ. Thôi ráng đi hết số này em cho đi chụp hình. Hoặc gì để đẹp mà. Nè anh. Rồi anh bước ra đây anh. Được nhiêu cái nè mệt quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi anh đừng bỏ, anh bỏ xuống đi. Em biết rồi, về cái phần sức khỏe là yên tâm nha. Dạ. Anh Quyền Linh mà giác lên một cái một, té một cái bịch, yên tâm. Em cảm ơn sự hy sinh anh dũng của anh Quyền Linh. Đau lòng. Nãy không đem tạ sớm đi. Chắc là nâng tạ cho dễ hả anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi sợ. Thôi nhấc anh Linh đi. Phải là sao ổn chứ anh? Không sao. Chỉ rồi. Thoát gì để đẹp sơ sơ thôi. Rồi thôi được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. À, Bảo Anh hôm nay Bảo Anh đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và các bạn bè thân thiết của em. Rồi dạ. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Năm Thư. Dạ chào cô. Chào quý vị khán giả trong phòng này. Tôi là mẹ của Bảo Anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình đã quan tâm tới cái nỗi buồn của những người mẹ như tôi. Buồn vì con lớn tuổi mà chưa có đôi có cặp. Trai và bạn trai bên này thì hiền lành, cũng thật thà, rồi không hút thuốc, rất thích là điều đó. Còn cái nhậu nhiều thì khắc phục một chút. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với chị Hai. Anh chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay, chào em gái. Dạ, chị là chị của Toàn. Toàn nói là Toàn có nhiều mối tình nhưng mà thiệt sự là em chưa bao giờ thấy Toàn dẫn bạn gái về hoặc là giới thiệu, chỉ có một hai lần thôi. Vì em có treo sẵn rồi, em nói làm gì thì làm, tới 2019 thôi là hết hạn tiền quà cưới của em. Nếu mà quá 2019 là cái phần quà cưới đó sẽ sung vào công vĩ. Về cái bạn gái thì chị nhận xét em là người dễ thương. Tính cách như thế nào thì chị không có rõ, nhưng mà chị đẩy thuyền đó. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ hai bên gia đình đã có ý kiến rồi. Mình mở rào để xem coi hợp lý hay không. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Chào anh. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà gửi anh. Rồi, cảm ơn em không anh. Dạ. Em thấy anh sao? Thế nào? Khoan cho em hỏi trước một câu nha. Anh nói anh biết võ, rồi anh cũng sức khỏe. Vậy anh có bao giờ đánh phụ nữ không vậy? Em không có chấp nhận đàn ông đánh phụ nữ nha. Nếu như mà tình huống vô tình á, thì có thể là trúng, chứ còn mà cố ý thì không có. Vô tình trúng hả? Vô tình, ví dụ như là cái đám đông như đang nãy rộng 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 á. Vô tình như nãy đó. Không phải, ví dụ như trong trường hợp mà đám đông mà lộn xộn đánh nhau á, thì mình cản ở đó mà người khác vô tình
đó, à, tới không? Từ đằng sau tới đó thì mình quay qua phản xạ thì mình đánh nhầm thôi. Không, ý em hỏi là giả dụ như anh giận quá thì anh như thế nào? Nếu mà giận quá đánh ngay rồi, cả người trong nhà đi nữa, nếu mà có một cái sự bất đồng nào đó thì anh đi ra chỗ khác. Vậy ha? Không tranh cãi rồi. Dạ, yeah, vậy tốt. Em nghe nói anh không hút thuốc lá em cũng thấy được lắm rồi ạ. À. Dạ. Yeah. Anh có yêu cầu gì quá khắt khe đối với bạn gái hay với vợ mình không ạ? Thì anh chỉ mong muốn tìm được bạn gái dịu dàng, bạn gái không nên hút thuốc. Giới tính bạn gái cũng phải rõ ràng. Em thẳng, em gái thẳng hoàn toàn. Chứ đó giờ gặp giới tính không rõ cũng ràng. Có, cũng có bạn gái là giới tính không rõ ràng. Vậy rồi. Đó, nghĩa là vẫn quen với mình nhưng mà vẫn quen với một bạn nữ một dạng Thôi Toàn, đừng kể chuyện tình yêu của em nó phức tạp nữa Toàn. Dạ không, anh yên tâm, em mê trai nổi tiếng. Gặp anh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng. Không khỏe mạnh, thích thể thao là rất tốt ạ. Không, em khỏe, đánh giá cao. Khỏe lắm đâu. Không sao đâu anh. Anh ẩm em chắc nổi đúng không? Nổi. Đừng, 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 đừng. Thử liền, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Sai lầm. Nó có một số điểm hồi nãy là thất bại là cái sàn này nó trơn. Tại... Khó học được giải thích cho anh đúng không? Em bán giá luôn, em có 44 kg à. Đừng, đứng lên, đừng lên. Giải thích khi hậu quả nó xảy ra. Không, không, anh Linh nặng, anh hiểu không? Đó, còn bảo anh có tí xíu à. Sao, bé nổi không? Nổi. Đứng yên nha, đứng yên nha. Người ta mặc váy đó nha, cẩn thận nha. À, xin phép cô với mấy em anh có thể bế em lên được không? Đừng rồi. Có như tôi nha. Trời ơi, đó, nhẹ nhàng như cung đàn luôn đấy không? Rồi bởi qua bế Linh gái nữa được. Mà ẩm con gái khác, ẩm con trai khác. Đúng rồi anh ơi. À, anh thấy em ngoại hình là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu như mà bấm nút sau buổi này á, mình anh có thể hẹn hò với em á, là ngày nào em muốn gặp anh á, thì cũng được. Bất cứ ngày nào trong tuần à. Là một tuần anh chỉ được nghỉ có một ngày thôi. Ủa anh làm việc tới mấy giờ? Không lẽ làm xuyên đêm? Cái tổ chức công việc của anh á, thì làm với tài xế cho nên anh ở lại đó luôn. Tại vì về, nếu mà về nhà thì từ quận 2 về Bình Tân thì xa. Là 12 giờ đêm anh mới về hả? Thì cái khoảng thời gian 11 đến 12 giờ anh mới xong việc. Bạn gái lên thăm chỗ làm thăm được không? Được, bất cứ lúc nào. Đó. Tại vì cái thời gian nhàn rỗi anh cũng có nhiều. Thì chỉ có mình có túc trực ở đó để mình xử lý công việc cho tài xế thôi. Dạ thôi cũng không sao. Nếu mà anh tận tâm bằng ý với mình em thì chuyện gì cũng có thể, em cũng có thể rồi, tiếp xem tục, xét giờ lại được. Cưới nhau là làm gì nữa? Em phải thể giữ là 70% để anh còn 30% để anh. Là 37 phải không anh? Dạ cũng được, em thấy cũng hợp lý. Em phải nói những cái gì tận đáy lòng của em suy nghĩ về cô gái đối diện. À, suy nghĩ của em thì về bạn gái thì rất là hiền. Cảm ơn. Có cái sự chân thành trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Em không muốn là bạn ấy bấm nút. Hát bài gì đó tặng bạn ấy coi, gây cảm tình. Vậy em hát ca trù thử nha. Ca trù hả? Mày lạ ta. Mênh mênh mang mang phù văn yên tử, vì vì vù vù chúc lòng thiên tử, toàn thực nói lòng ai kẻ tình si, nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Bước lên đỉnh núi cao thấy đất trời ba thước, bước xuống đây thung sâu ta ngắm con sông dài, vào rừng trúc mai tháng nghe con sáo sầu, ta muốn hỏi một câu bao giờ thôi ta vỡ, bao giờ hết ta vương. Thôi xin hát. Ta gặp người yêu ta hát bài nào cho nó tươi sáng rồi lên. Nó gì đâu mà ca trù nó xuống lúc vét luôn vậy đó. Tại vì em thấy những cái đọc trước mà em coi em thấy nhiều khi mình hát nó sẽ bị đụng bài cho nên. Trời ơi, đụng bài. Lạ thiệt. Dạ. Bây giờ để tay nút bấm đi.
khi bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Quá. Wow. Chị ơi, cho của chuẩn bị khoen nha chị. Rồi bây giờ nắm tay nhau được rồi đó. À, xin phép đi. Xin phép cô cho hôn Bảo Anh. Đó, cô gật đầu luôn rồi đó. Làm luôn. Em cho anh hôn nha. Dạ lẹ đi anh. Anh làm em hồi hộp quá. Lẹ lẹ đi. Từ từ, bình tĩnh. Trời ơi. Ơi, một cái hôn rất to, rất kêu từ trước tới giờ của bạn của hẹn hò. Nó hung mà điếc lỗ tai luôn rồi. Một người khá là tự lập. Nếu mà sau này mà anh có quen em nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Đúng là xung quanh em cũng có nhiều người tán tỉnh, nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Wow. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Minh Trường. Năm nay là 31 tuổi. Quê ở Quảng Ngãi. Dạ, và đang sống ở Thủ Đức. Trường dạ. Làm gì Trường? Dạ, em làm bên bên bộ phận điều hành Sun Gold ạ. Dạ, còn bạn, bạn giới thiệu về mình đi. À, em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Chào tất cả quý vị khán giả cùng với anh bên kia. Em là Ni. Tên đầy đủ của em là Võ Hàng Ni. Hiện em 26 tuổi. Công việc của em đang là sales leader tại nội thất Kelly. Hàng Ni sao cái tên nghe mùi thuốc lá bay vậy? Dạ đúng rồi. Giống mùi thuốc lá bay à. Hồi xưa thì ba em là rất là thích hát cải lương và nói chung hát cũng khá là hay. Và cuối cùng là đặt tên em là theo nhân vật chính luôn. Hèn gì mà em hát cải lương hay không? Em thuộc dạng thích hát nhưng mà toàn hát thôi. Đâu dạ. Em hát cho mọi người một bài thử coi sao nào. Họ ơi ta cá vàng rừng sâu bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong anh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Anh nhà ở đâu đây? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng biết đường về. Rõ ràng bạn rất là có chất giọng nghe. Nếu mà chị Vân tập hát thì cũng rất là hay nha. Em có biết hát không? Dạ nói chung em hát không hay lắm. Cái hát đáp bên kia liền luôn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em. Rồi, cũng được rồi. Rồi. Hai người là này mà đúng chịu rồi. Khó hát karaoke tập vợt là hay lắm đó nha. Có năng khiếu đó. Ừ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung em là một người khá là tự lập. Nên nếu mà sau này mà anh có quen em á nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ trong thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Sao cái giọng của em có vẻ cũng hơi miền Trung đúng không? Dạ đúng, em là người Phú Yên. Có gần không Linh ơi? Họ ngại Phú Yên thì cũng gần đó. Dạ gần á. Bạn nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em đó là rất là hòa đồng vui vẻ. Nói chung đi chơi thì em hay nói chung tạo tiếng cười cho anh em này nọ. Tính em hay kỹ. Khuyết điểm của em là nấu ăn nói chung không được ngon. Thế khuyết điểm của bạn? Dạ. Nhưng bạn mà gái nấu ăn được không? Dạ không. Nhưng mà được một cái là ưu điểm của em lật ngược lại. Tức là em có sự học hỏi và em không có bị giấu dốt. Trước đây thì thật ra là em không biết nấu ăn đâu. Bây giờ thì nấu ăn chưa được ngon. Và em nghĩ là sau này ngoài việc trở thành một người phụ nữ của xã hội thì em sẽ trở thành một bà nội trợ nữa. Nên anh cứ yên tâm nhé. Okay. Có nghĩa là sẽ học hỏi trong vấn đề đó. Nó nghe nè, đẹp vậy mà sao lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thực ra là câu hỏi này thì đa số nhiều người hỏi em lắm. Nhưng đúng là xung quanh em cũng có khá là cũng có nhiều người tán tỉnh. Nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Còn bên đàn trai? Đường tình duyên của em thì hồi xưa em có đi coi bói xíu. Coi bói hả? Dạ. Thì thầy bói nói là đường tình duyên của em nó rộng thênh thang lắm. Nghĩa là không có điểm nào để em dừng. Mấy mối tình? Dạ là trải qua là 4 mối tình rồi. 4 mối tình rồi. Trời ơi. Dài nhất là khoảng 2 năm mấy. Mối và tình cũng ít nhất là mấy năm? Là khoảng mấy tháng. Trời ơi, vậy là không phải là mối tình rồi. Bạn gái định tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một người cao tầm 1m7 trở lên. Không cần phải đẹp trai nhưng mà nhìn phải sạch sẽ và có gu một tí. Còn có những gu. Vấn đề khác như là hói gì đó thì mình có thể xử lý được. Thì nó với em không phải là vấn đề. Cụ thể ra thì em cần một điều kiện cần và 3 điều kiện đủ. Tức là hai người ở bên cạnh nhau và có cảm xúc với nhau. Điều kiện đủ thứ nhất đó là anh phải là đàn ông. Điều kiện đủ thứ hai, trong kế hoạch cuộc đời của anh phải có em. Và điều kiện đủ thứ ba, đó là một bí mật. Thì em xin phép sau khi mình kéo rèm thì em sẽ nói. Rồi.
Em ơi, dạ. Người ta nói em phải là người đàn ông thuần chủng đó. Có bao giờ bị bạn trai tán tỉnh mình chưa nè? Dạ cũng nhiều lắm. Đó, trời chết. Cái đó cũng hay, do chị tính tỏ là người đàn ông nó có sức hút và em cũng thích. Rồi có bạn gái tán tỉnh hay không nè? Dạ cũng có chị. Có, vậy là có sức hút thiệt rồi em. Có sức hút. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào để báo cho đàn gái biết luôn đi. Cao một tí, cao. Khoảng 1m6 trở lên là cũng được. Tính tình thì cũng vui vẻ. Chỉ có giống giống mẹ em là được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như ra đường mà đừng có ăn mặc này, đừng có sexy quá hay gì nè. Chỉ vừa vừa thôi được rồi. Vừa vừa hả? Dạ, vừa có phụ nữ của hiện đại và phong cách của truyền thống là sexy chút đỉnh được chút, dạ, chút, chút. Nói chung là phải biết kết hợp hài hòa giữa sexy và truyền thống. Em hình dung cái bạn bên đây, bạn mặc đồ có kín đáo không hay là sexy? À, làm sale thì sẽ có một chút sexy. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi chung với chị gái em. À chị ruột á hả? Dạ. Rồi chào bên đàn gái. Trời ơi chị ruột đẹp gái. Đấy quá à. Em nhìn chị ruột đem suy ra em ruột á. Dạ em chào anh Viện Linh, chào chị Hương. Rồi chào em. Dạ em thấy thì cũng được, thấy bạn đó thì cũng cao, cũng đủ tiêu chuẩn và tùy vào với đi thôi. Rồi cảm ơn em gái. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em, người em thân của em. Người em có ý kiến đi người em. Dạ được. Lời đầu tiên xin được chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ, cùng tất cả mọi người ở đây ạ. Em là em của anh Trường. Thì em thấy bạn nữ bên đây là khá là xinh xắn, dễ thương. Và tiêu chuẩn của bạn nữ bên đây thì theo em thấy thì anh Trường rất là hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh xin tặng em, nói chung đáng lẽ là anh định làm hoa tươi nhưng mà dạ, hoa tươi thì nó nở rồi nó sẽ tàn, anh không thích cái điều đó nên em muốn là tặng hoa này để là tượng trưng cho sắc đẹp của em, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay em cũng mang một món quà muốn tặng đến anh, cái này là cuốn sách này có tên là Thói Quen Thành Công của Những Triệu Phú Tự Thân. Cuốn này thật ra là em đọc được trên 3 lần rồi, em cực kỳ thích cuốn này luôn và em có nốt lại một số cái mà em thích. Sau này anh đọc anh có thể nói là những cái anh thích nhưng mà là một màu khác, thì trong đó mình có thể xem là điểm chung của mình được tới đâu. Em có đọc quyển mà Dạy Con Làm Giàu chưa? Em có đọc qua một lần. Anh thì anh thích quyển đó, hồi trước anh đọc quyển đó anh thích nhiều hơn. Còn quyển, quyển này thì anh lần đầu anh đọc anh cái gì anh sẽ đọc sau. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện. Em rất là dễ thương, nói chung rất là dễ thương. Cách nói chuyện của em lúc đầu anh thấy là có rất nhiều hiểu biết và sự tinh tế. À, không biết anh, em thấy anh như thế nào? Thật ra là kiểu người khôn khô túng tú đó. Nói chung là về ngoại hình thì em khá là thích. Về tính cách thì cũng có sự điềm đạm trong đấy. Và nếu mà anh có sự nghiêm túc và chân thành thì em còn có người đàn ông điều đấy nhiều hơn. Nè em nói là anh có cái bí mật nào mà em gặp bạn em nói đó? Điều kiện đủ thứ ba của em, tức là không quan hệ trước hôn nhân. Anh nói bạn điều đó nó không quan trọng. Dạ, hy vọng anh có thể thông cảm em điều đấy. Dạ. Anh sẽ hỏi em một xíu được không? Lúc mà em giận một người á thì em thường làm gì? Thường thì em sẽ im lặng một chút và lúc đó em sẽ suy nghĩ là, tại vì em nghĩ là tất cả mọi vấn đề nó đều có điểm nhược và điểm ưu, và trong một mối quan hệ thì nếu nó có gì đó mâu thuẫn thì chắc chắn là một trong hai người ít nhiều cũng phải có lỗi trong đấy. Vậy đầu tiên em thích nhất là câu tiên trách kỷ hậu trách nhân, tức là em sẽ trách bản thân mình trước là mình sai ở điểm nào, và lúc đấy thì em đúng ở đâu, anh đúng ở đâu, anh sai ở đâu, thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề một cách nó. Ví dụ như lúc đó thì nếu mà hai mình giận nhau, em muốn ai là người nhắn tin trước? Em không quan trọng việc ai là người nhắn tin trước, tại vì nếu mà mình coi trọng mối quan hệ này thì em nhắn tin trước cũng chẳng sao, mà anh mở lời trước đối với em cũng càng lại càng tốt hơn, không sao hết. Em nói rồi mà, như em không quan niệm điều gì nó phải tuyệt đối. Ví dụ anh đi với em mà ô cô này xinh quá, nếu mà cô ấy xinh thực thì em xin cấm với anh và em sẽ xem điểm này cô anh ấy thích điểm này nào và cô này em sẽ học tập theo. Hay đó. Hay. Đúng là cái quan điểm cũng rất là hay. Dạ. Anh thì nếu mà gia đình thì bình đẳng, phụ nữ cũng như đàn ông, và nói chung công việc này nọ thì chia sẻ nhau mà làm thôi. Còn ví dụ như con cái này nọ thì nó cũng vậy luôn. Người chồng thì sẽ dạy bảo về kiến thức, người phụ nữ thì sẽ chăm sóc con cái. Anh chỉ cần vậy thôi. Dạ. Vậy thì em sẽ đồng ý với anh quan niệm này. Tức là mình cùng chung nhau làm tất cả mọi thứ thì nó sẽ có cái hay hơn. Rồi ví dụ như nếu mà có lấy nhau thì anh không thích mình có con sớm. Dạ, em đồng ý điều này. Em thích tại vì sống anh cuộc thích, sống vợ chồng son. Hai người đi đây đi đó du lịch này nọ sẽ nói chung sẽ hạnh phúc hơn. Sau này mình không hối tiếc là tại sao lúc đó mình mới nhau mà lấy nhau mà quen nhau mà không đi nay đi đó, không hiểu biết kiến thức thế giới thì này không hay. Hồi sau này mình có con mình lại sống vì con nữa. Tức là hai đứa đều có sở thích đi du lịch với nhau đúng không? Đi du lịch chung mà đi du lịch chung với nhau mà không có cái chuyện tiền hôn nhân thì làm sao mà đúng rồi, chính xác. Cho nên cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả?
Hai bạn này nói chuyện mà cái lời ở bên ngoài nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong ngộ lắm. Bên ngoài là hỏi cho qua chuyện thôi, còn đôi mắt hai bạn nhìn nhau cái lời ngầm nó nhiều lắm. Bởi vậy theo tôi là vậy nè, hai bạn đứng lên nắm chặt tay nhau đi, cảm nhận. Các bạn hãy cảm nắm tay nhau nè, đó, cảm nhận cái nè. Cái lời ngầm. Giờ em nhắm mắt lại được không? Em nhắm mắt lại. Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Rồi em giờ em mở mắt ra đi. Lúc em nhắm mắt em thấy màu gì? Anh nhắm lại lần nữa. Em cảm nhận đi, em thấy màu gì? Em thấy đa màu lắm. Sao là đa nguyên màu? Một đống màu sắc luôn, kiểu như là mình đang có sự hồi hộp ấy, là ánh mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng từ điều đấy. À là, dạ. Em đó là trong cái não em đang suy nghĩ là có vấn đề cái màu sắc hay không. Nó chạy vòng vòng như vậy. Nhưng mà em nhắm mắt lại em thấy, em có thấy tối không? Thấy tối không? Tối. Đấy là tối. Khi mà cuộc sống của em mà nó không có anh thì nó sẽ như cái màu vậy. Trời ơi. Thính thôi là thính. Hay. Rồi. Hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã nói chuyện, đã nắm tay nhau, đã trao đổi với nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Nếu thích rung động thì bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm tay đi hai đứa. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ cho em nói với một lời với chị gái. Dạ chị, xin chào chị ạ. Dạ thì nói chung em, nếu bạn chị em gái của chị mà quen với em thì em xin hứa với chị là em sẽ quen thật lòng và mang đến hạnh phúc cho em chị. Rồi. Chị yên tâm ha. Nhiệm vụ của mình đi anh trai. Được không em? Em nóng tính, có hay ghen. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Tính lại lại nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi mình, rồi. Nhà tắm em không đi mà ngủ em tệ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn về nhau cho mọi người cùng nghe nha. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh ạ. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn, rồi em tự em chuyển đổi nghề. Rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm sale bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Thế nó cũng giống giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á, thì năng khiếu nổi trội á, thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa, hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng. Tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước đó, thì em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi... Lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi, mình... thôi. Dạ. Cái này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em biết quýnh lại. Chứ xỉn ở vô Tây là... Sơn, Bình Định mà có dạ. Võ không em? Dạ thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Rồi vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình, thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi.
bao nhiêu năm không có bạn trai rồi không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình không buồn hả em? À, dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới rồi, dạ, mình đến. Hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Ê, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, thưa anh, em được 2 mối tình sau đó. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi, nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm này, em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ, cứ thái cửa mở thì mình đi tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm, ra quán xong rồi về. Ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc mà xỉn quá rồi. Xỉn xỉn chứ phải đọc được cái chữ toilet là ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó giống như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. À dạ. Trời đất ơi, nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mới ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn rồi, thấy chị? Là không được đâu á. Sao rồi? Chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có qua cái vụ tè tè đó nó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu. Nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Ví dụ? Cái răng khểnh này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như các tường. Răng khểnh đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng khểnh đều mà cười từ sáng tới chiều là được lắm hả? Anh nghĩ chắc, em nghĩ chắc không có cái khúc đều đâu. Dạ dạ anh. Làm gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dẫn như thế nào? Dạ, thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ, cái khai lát mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Ừ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói với anh luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung rồi tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. À. Rồi rồi, Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm á, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng đang có sự nghiệp á. Ừ. Thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái á. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì với lại chị dâu ạ. Chị thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì.
Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Anh Tân. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào? Bình Thuận ạ. Nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này? Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, hát không đi, hết được bài nữa. May là nói gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí. Cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt, nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ để cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa, mỗi khi em cần là có mặt anh. À, có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận ngờ, đây là một chàng trai nói rất hay là vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1. Rất ổn đấy, rất hợp lý. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, kinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi.
Hiện tại em là làm giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Dạ. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ mà em soạn sẵn để đấy rồi mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng gì vậy? Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ 3? Dạ. À, công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ 3 này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà Nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ 2? Thứ 2 thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường. Thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ 3 là không, người khác không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho người ta. Dạ chị sao? Anh thứ 3 đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ôi sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu như anh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh nói yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. Đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? Em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Chắc sạch đấy. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi chị. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Này nó không cơ bắp, nó có mỡ không à?
Người tròn tròn thì dễ thương, mịn mịn thì dễ thương. À, cái gì hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia nó nhảy vô tay vậy. Khoan coi á, khoan coi á, khoan coi. Tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi, người ta thích đàn ông là cơ bắp khỏe mạnh có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Ê, các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Gu thì thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp, hóp, hóp xỉu, hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em, gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. À, ấy là gu em đó. À, có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Ờ, à, được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7. Bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ý là trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được được. Mà hỏi được không? Chịu chịu chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? À, hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. À, em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh, bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy đó. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái bắt cam cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không. Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Ừ, mình biết tất cả môn thể thao. Ừ. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt dễ sợ. Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc, nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À 63. Còn em trai?
Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. À, em thấy ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn, hoặc là những cái gì romance là mình rất là thích. Quan điểm tình anh yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp, hay là em của thằng bạn thân, hay là em gái mưa, hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ, xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ với... gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì, tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở, mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Không sao. Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi em. Hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi, dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Giấu em từ trong anh mẫn. Từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đơn. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi, mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi, như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa? Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành.
Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy đúng với cái trái tim của mình, tại sao vậy không có thể cho mình thơm má nữa không? Làm gì hôn?